và Van Persie chính là một nhân tố. Đám trẻ nổi loạn của Arsenal cùng thủ lĩnh Thierry Henry rất có thể sẽ trở lại với đỉnh cao ở mùa giải tới. Sức cạnh tranh của họ ở Premier League ở mùa bóng sau năm có lẽ sẽ cụ thể hơn, nhưng ở pha bóng này cũng đã cho thấy được khả năng của họ. Họ đã không dễ để thua Manchester trên sân nhà.